Xin chào, đây là đồn cảnh sát. Tôi là cảnh sát Kiki. Khi gặp phải chuyện gì khó, hãy đến tìm cảnh sát Kiki. Điện thoại đổ chuông kìa, ai sẽ nhận điện thoại nhỉ? Xin chào, tôi là cảnh sát Kiki. Chú cảnh sát Kiki ơi, cháu làm mất chìa khóa rồi, xin hãy giúp cháu ạ. Xin hãy yên tâm, tôi sẽ tới ngay. Hãy đeo trang thiết bị cho Kiki. Quân phục, mũ cảnh sát, cái còng, máy bộ đàm. Cảnh sát Kiki xuất quân. Tôi muốn ra hiện trường xem đã có chuyện gì xảy ra. Chú cảnh sát đâu? Đây, đây ạ. Xin chào, tôi là cảnh sát Kiki. Có chuyện gì xảy ra vậy? Cháu làm mất chìa khóa rồi. Cháu không thể mở chiếc hộp châu báu. Đừng quá thất vọng, bạn đã làm mất ở đâu? Hãy thử đi cùng tôi xem nào. Nếu nối ba chiếc chìa khóa giống nhau lại thì sẽ có thể mở được chiếc hộp châu báu. Chú cảnh sát Kiki, cháu đã mở được chiếc hộp châu báu. Ôi, thanh kẹo quay của tớ. Cảm ơn chú cảnh sát Kiki. Hi hi, không có gì. Nhiệm vụ đã hoàn thành, xin hãy nhận huy chương. Các bạn nhỏ ơi, phải biết bảo quản đồ đạc cá nhân để không bị mất. Điện thoại đổ chuông kìa. Xin chào, tôi là cảnh sát Kiki. Chuyện lớn rồi, chuyện lớn rồi. Bọn cướp đã vào trong ngân hàng. Xin hãy yên tâm, tôi sẽ tới ngay. Quân hãy đeo trang mũ cảnh sát, cái còng, máy bộ đàm. Cảnh sát Kiki xuất quân. Tôi muốn ra hiện trường xem đã có chuyện gì xảy ra. Đứng im, cấm cử động. Nhanh nào, phải bắt tên cướp đó trước khi hắn chạy thoát. Không được cử động. Đứng im, cấm cử động.
không được cử động. Nhìn, cấm cử động. Không được cử động. Đứng im, cấm cử động. Ha ha, bắt được rồi. Nhiệm vụ đã hoàn thành, xin hãy nhận huy chương. Khi gặp cướp, phải biết cách tự bảo vệ mình. Điện thoại đồ thế. Xin chào, tôi là cảnh sát Kiki. Chú cảnh sát Kiki ơi, tôi bị mất đồ rồi. Xin hãy yên tâm, tôi sẽ tới ngay. Hãy đeo quân phục, mũ cảnh sát, găng tay cảnh sát, máy bộ đàm. Cảnh sát Kiki xuất quân. Tôi muốn ra hiện trường xem đã có chuyện gì xảy ra. Chú cảnh sát, tôi ở đây. Xin chào, tôi là cảnh sát Kiki. Có chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng nhìn thấy chiếc vòng tay của tôi ở đâu cả, làm sao bây giờ? Bạn đã tìm tất cả mọi ngóc ngách trong nhà chưa? Không, vẫn chưa. Hãy thử về nhà và tìm ở đó đầu tiên xem nào. Hãy tìm vòng tay cho tôi. Hãy di chuyển hộp số sang vòng quay nào. Không có đồ vật nào ở đây. Hãy thử ghép các miếng ghép động vật nào. Không có đồ vật nào ở đây. Không có đồ vật nào ở đây. Không có đồ vật nào ở đây. Tìm thấy rồi, bạn thật giỏi. Ở đây. Xin cảm ơn. Nhiệm vụ đã hoàn thành, xin hãy nhận huy chương. Phải biết cách tự bảo vệ đồ vật của bản thân.
Điện thoại đổ chuông kìa. Hả? Xin chào, tôi là cảnh sát Kiki. Chú cảnh sát Kiki ơi, cháu lạc bố rồi. Xin đừng lo, tớ sẽ tới nhanh. Hãy đeo trang thiết bị cho Kiki, quân phục, mũ cảnh sát, máy bộ đàm. Cảnh sát Kiki xuất quân. Tôi muốn ra hiện trường xem đã có chuyện gì xảy ra. Tôi là cảnh sát Kiki. Có chuyện gì vậy? Chú cảnh sát Kiki ơi, cháu lạc bố rồi. Đừng khóc, hãy thử cùng tìm xem nào. Bố của cháu trông như thế nào? Đây là ảnh ạ, nhưng nó bị xé vụn hết rồi. Không sao, chúng ta cùng ghép lại ảnh nào. Ghép xong ảnh rồi này, bố của nhím con trông như thế nào nhỉ? Cháu. Cảnh sát Kiki sẽ dẫn cháu về chỗ bố. Chú cảnh sát Kiki ơi, chiếc hòm của tôi bị mất rồi. Chú có thể tìm giúp không? Hãy giúp Hà Mã trả lại chiếc hộp. Cảnh sát Kiki giỏi quá. Xin cảm ơn chú cảnh sát. Xin vui lòng cho hỏi, bạn có nhìn thấy bố của nhím con không? Tôi vừa nhìn thấy ở cửa hàng bánh kẹo. Xin cảm ơn, tôi sẽ thử đi tìm xem. Đang bị tắc, xe ô tô không thể đi qua được. Không được đỗ xe ở trên đường. Xin hãy di chuyển đến vị trí dành để đỗ xe nào. Cảnh sát Kiki giỏi quá. Đường thông nên xe ô tô đã đi qua được rồi. Cảm ơn. Xin vui lòng cho hỏi, bạn có nhìn thấy bố của nhím con không? Có lẽ là đúng rồi, ở cửa hàng bánh kẹo. Tôi sẽ thử đi tìm xem. Chào Momo nhé. Bé con ơi, đang ở đâu vậy? Là bố. Bố của cháu. May quá, nhím con tìm thấy bố rồi. Cảm ơn chú cảnh sát Kiki. Không có gì, sau này tuyệt đối không được đi lung tung đâu nhé. Nhiệm vụ đã hoàn thành, xin hãy nhận huy chương. Khi lạc đường, hãy nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát, không được đi theo người lạ mặt. Kìa, ai sẽ nhận điện thoại nhỉ? Xin chào, tôi là cảnh sát Kiki. Chú cảnh sát Kiki ơi,
ở ngã tư đang tắc đường. Hãy điều chỉnh giao thông giúp chúng tôi với. Xin hãy yên tâm, tôi sẽ tới ngay. Hãy đeo trang thiết bị quân Kiki. Mũ cảnh sát. Cảnh sát Kiki xuất quân. Tôi muốn ra hiện trường xem đã có chuyện gì xảy ra. Xin chào, tôi là cảnh sát Kiki. Có chuyện gì xảy ra vậy? Chú cảnh sát ơi, có nhiều xe quá. Hãy điều chỉnh giao thông giúp chúng tôi nhanh lên. Xin đừng lo, cứ tin ở tôi. Ở đây có biển chỉ dẫn gồm 3 loại màu sắc: màu đỏ, màu vàng, màu xanh. Ô tô màu xanh phải chạy trên con đường có biển chỉ dẫn màu xanh. Giỏi quá, chính là cái này. Ôi, cảm ơn chú cảnh sát Kiki nhé. Ha ha, không sao. Nhiệm vụ đã hoàn thành, xin hãy nhận huy chương. Khi đi ra ngoài, phải chú ý các phương tiện giao thông, không được chạy nhảy ngoài đường. Điện thoại đồ. Xin chào, tôi là cảnh sát Kiki. Chú cảnh sát Kiki ơi, chẳng nhìn thấy con của tôi ở đâu cả. Xin hãy tìm cho tôi, nhanh lên. Xin hãy yên tâm, tôi sẽ tới ngay. Hãy đeo trang thiết bị cho Kiki. Mũ cảnh sát. Máy bộ đàm. Cảnh sát Kiki xuất quân. Tôi muốn ra hiện trường xem đã có chuyện gì xảy ra. Xin chào, tôi là cảnh sát Kiki. Có chuyện gì xảy ra vậy? Cún con của tôi biến mất rồi. Làm sao đây? Làm sao đây? Đừng lo, nhà bạn có CCTV không? Cái này chính là CCTV. Nào, chúng ta cùng xem CCTV trước. Có thể bắt được tên móc túi nhanh thôi. Nếu bấm nút thì màn hình sẽ được mở ra. Nếu viết số thì sẽ có thể xem được hình ảnh. Không. Một. Không. Hai. Không. Một. Không. Hai. Hãy di chuyển nút bấm để tìm xem cún con đang ở đâu.
hãy di chuyển nút bấm để tìm xem. Hãy nhìn này, cún con đang ở kia. Chú cảnh sát Kiki ơi, cảm ơn chú đã tìm lại cún con cho tôi. Không có gì, sau này nhớ trông nom vật nuôi cẩn thận nhé. Nhiệm vụ đã hoàn thành, xin hãy nhận huy chương. Các bạn nhỏ ơi, phải chăm sóc. Điện thoại đổ chuông kìa, ai sẽ... Xin chào, tôi là cảnh sát Kiki. Chuyện lớn rồi, tôi đã bị mắc túi ở ga tàu. Xin hãy yên tâm, tôi sẽ tới ngay. Hãy đeo trang thiết bị cho mũ cảnh sát, cái còng, máy bộ đàm. Cảnh sát Kiki xuất quân. Tôi muốn ra hiện trường xem đã có chuyện gì xảy ra. Chú cảnh sát đến rồi đấy ạ. Xin chào, tôi là cảnh sát Kiki. Tôi sẽ giúp đỡ bạn. Chú cảnh sát Kiki, tên móc túi đã trốn đi rồi. Đây là đồ mà tên móc túi đánh rơi. Xin đừng lo, đây là đồ của ai đó. Nhưng nếu tìm được người đó thì sẽ có thể bắt được tên trộm. Hãy đi theo tôi. Hãy di chuyển cái que và thử nhìn xem có cái gì ở trong vali nhé. Hãy tìm đồ vật liên quan tới chủ đề có trong màn hình. Trộm, hãy bắt nó lại. Cuối cùng thì cũng bắt được rồi, đứng im. Rút của bạn rồi. Cái túi của tôi. Xin cảm ơn chú cảnh sát Kiki. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Xin hãy nhận huy chương. Khi đi ra ngoài phải chú ý bọn móc túi. Điện thoại đổ chuông kìa. Ai sẽ nhận điện thoại nhỉ? Hả? Xin chào, tôi là cảnh sát Kiki. Chú cảnh sát Kiki ơi, cháu làm mất chìa khóa rồi, xin hãy giúp cháu ạ. Xin hãy yên tâm, tôi sẽ tới ngay. Hãy đem trang thiết bị cho Kiki. Mũ cảnh sát, cái còng, máy bộ đàm. Cảnh sát Kiki xuất quân. Tôi muốn ra hiện trường xem đã có chuyện gì xảy ra. Chú cảnh sát đâu? Đây, đây ạ. Xin chào, tôi là cảnh sát Kiki. Có chuyện gì xảy ra vậy? Cháu làm mất chìa khóa rồi. Cháu không thể mở chiếc hộp châu báu. Đừng quá thất vọng, bạn đã làm mất ở đâu? Hãy thử đi cùng tôi xem nào. Nếu mỗi ba chiếc chìa khóa giống nhau lại thì sẽ có thể mở được chiếc hộp châu báu. Thank you.
chú cảnh sát Kiki, cháu đã mở được chiếc hộp châu báu. Ôi, thanh kẹo quay của tớ. Cảm ơn chú cảnh sát Kiki. Hi hi, không có gì. Nhiệm vụ đã hoàn thành, xin hãy nhận huy chương. Các bạn nhỏ ơi, phải biết bảo quản đồ đạc cá nhân để không bị mất. Điện thoại đổ chuông kìa. Xin chào, tôi là cảnh sát Kiki. Chuyện lớn rồi, bọn cướp đã vào trong ngân hàng. Xin hãy yên tâm, tôi sẽ tới ngay. Con mèo chẳng thích bị mũ cảnh sát, cái còng, máy bộ đàm. Cảnh sát Kiki xuất quân. Tôi muốn ra hiện trường xem đã có chuyện gì xảy ra. Đứng im, cấm cử động. Nhanh nào, phải bắt tên cướp đó trước khi hắn chạy thoát. Không được cử động. Đứng im, cấm cử động. Không được cử động. Đứng im, cấm cử động. Không được cử động. Bắt được rồi. Nhiệm vụ đã hoàn thành, xin hãy nhận huy chương. Khi gặp cướp, phải biết cách tự bảo vệ mình. Điện thoại. Xin chào, tôi là cảnh sát Kiki. Chú cảnh sát Kiki ơi, tôi bị mất đồ rồi. Xin hãy yên tâm, tôi sẽ tới nhanh.